cầu nam mô ta sa pa ga a sambuddhasa quy y tam bảo rồi có phải là không nương tựa cầu sinh quỷ thần chư thiên nữa đúng không vậy thì khi gặp khó khăn cầu xin chư thiên hoặc làm phước rồi hồi hướng chư thiên xin các vị ấy giúp đỡ ta vượt qua thì đó có gọi là đang nương tựa chư thiên không thứ nhất là cái câu nam mô tát xá mà mình thấy đọc đó. đó là khi đức thế tôn vừa, vừa thành đạo dưới cõi bồ đề à, chư thiên phạm thiên và các cái loài thiên long bắc bộ như là à, dạ xoa rồi long vương các thứ đến đảnh lễ thế tôn và nói câu này À, tức là đây là cái câu đảnh lễ đầu tiên và nguyên thủy nhất à, của chúng sanh khi mà lễ bái một vị chánh đẳng giác và cái câu này á, là một cái câu truyền thống của nhiều đời chư Phật à, khi mà chúng sanh lễ bái thế tôn đấy thì đây là cái nguồn gốc ừ.